quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong chính sách đối ngoại mỗi nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thiện các quy định để có chiến lược hoàn chỉnh về phòng chống dịch trong bối cảnh mới. Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được các tổ chức quốc tế xếp hạng tín nhiệm, nâng triển vọng từ ổn định lên tích cực. Thưa quý vị, ngay trong chiều ngày 24 tháng 5, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm. Và tại cuộc điện đàm quan trọng này, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam và Trung Quốc trong chính sách đối ngoại mỗi nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập và nhấn mạnh, mặc dù từ đầu năm 2020 đến nay, thế giới gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, nhưng Trung Quốc đã đạt được 3 thành tựu to lớn trong việc kiểm soát dịch bệnh, khôi phục tăng trưởng và đánh thắng trận chiến thoát nghèo, hoàn thành mục tiêu 100 năm về xây dựng toàn diện xã hội khá giả. Bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn khi hướng đến mục tiêu 100 năm lần thứ hai. Giới thiệu về tình hình Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mặc dù chịu tác động của đại dịch COVID-19, nhưng Việt Nam đã thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa khôi phục phát triển kinh tế. Đồng thời, ngày 23 tháng 5 vừa qua, đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Điều này nói lên niềm tin của người dân Việt Nam vào chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, hiện tại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy mạnh mẽ nội lực. Trong quá trình này, Việt Nam mong nhận được sự hợp tác từ các nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Trên cơ sở khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, trong đó coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu một số biện pháp trọng tâm thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới như tăng cường tin cậy, thúc đẩy hợp tác toàn diện, bình đẳng cùng có lợi. Chủ tịch nước trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình và lãnh đạo Trung Quốc thăm Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh hai nước cần tăng cường hợp tác phòng chống dịch COVID-19 đi cùng với nâng cao chất lượng hiệu quả của hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư và đẩy mạnh hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị hai nước nỗ lực duy trì môi trường hòa bình ổn định cùng xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển theo nhận thức chung cấp cao, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về luật biển, và tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam, mong muốn và sẵn sàng nỗ lực cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển hơn nữa. Trong đó, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu và tiếp xúc cấp cao, trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung Quốc, đồng thời bày tỏ coi trọng sự quan tâm của Việt Nam đối với các dự án hợp tác song phương, đề nghị các bộ ngành địa phương hai nước cần tích cực trao đổi, tạo cục diện hợp tác cùng có lợi. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định hai nước cần kiên trì nhận thức chung cấp cao, tích lũy kinh nghiệm, quản lý bất đồng, tăng cường hợp tác về vấn đề trên biển, đồng thời khẳng định ủng hộ Việt Nam tại các cơ chế hợp tác đa phương và bày tỏ sẵn sàng hợp tác hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19. Vào chiều ngày 24 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19, kết luận nhiều nội dung mới quan trọng về nhiệm vụ phòng chống dịch trong bối cảnh mới. Tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện các quy định để có chiến lược hoàn chỉnh về phòng chống dịch trong khu công nghiệp, thực hiện bằng được chiến lược vaccine theo tinh thần, thần tốc hơn nữa, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn. Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế đã quyết tâm đẩy lùi đợt dịch này, kiên trì thực hiện mục tiêu kép,
phát triển kinh tế xã hội để có cơ sở vật chất, tiềm lực cho việc tiếp tục phòng chống dịch, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và mọi hoạt động khác của đất nước. Trong tuần qua, đã tập trung cho nhiệm vụ bảo vệ, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp với 98,43% cử tri đi bỏ phiếu. Thủ tướng cũng đã biểu dương 6 địa phương đã qua 14 ngày không phát hiện ca nhiễm mới, kiềm chế và đẩy lùi dịch bệnh, cùng với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo người dân đã đồng hành cùng chính phủ trong triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu kép. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chỉ ra một số khó khăn cần tiếp tục nghiên cứu, khắc phục như còn lúng túng, bị động trong phòng chống dịch tại các khu công nghiệp. Phương châm 4 tại chỗ được chỉ đạo quyết liệt nhưng trong tổ chức thực hiện và khi cần vẫn bộc lộ bất cập. Trước tình hình dịch bệnh sắp tới được dự báo tiếp tục phức tạp, khó lường, Thủ tướng yêu cầu phải nhận định khách quan để quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, thích ứng với tình hình mới, diễn biến mới bằng các giải pháp phù hợp, hiệu quả, chủ động tấn công trong phòng chống dịch. Triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả cái chiến lược vaccine. Cả với các đồng chí dứt khoát là phải tập trung vào cái này. Chính phủ cũng sẽ tập trung chỉ đạo vào cái này. Các cơ quan ban ngành, địa phương rồi cũng phải tập trung chỉ đạo lãnh đạo cái thực hiện cái, bằng được cái chiến lược vaccine này. Cái thứ hai là chúng ta cũng vẫn phải đi chủ động, đúng không? Chủ động ở đây là phải xem là cái chuyển giao công nghệ thế nào, rồi cái sản xuất vaccine trong nước thế nào. Chúng ta phải tập trung, chúng ta các nhà khoa học, các bộ, các ngành ở đây là phải tập trung vào Bộ Khoa học Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ của chúng ta đây, phải tập trung vào đây, các nhà khoa học phải tập trung vào đây, có cái kế hoạch tiêm vaccine một cách nó phù hợp, phải ưu tiên cho các cái đối tượng tuyến đầu như các đồng chí đã nói. Nhưng mà bây giờ rõ ràng là lại phải ưu tiên cho cả các cái khu công nghiệp. Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa nhấn mạnh việc quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh, đặc biệt là kiểm soát nhập cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng công an, quân đội. Đồng thời, truyền thông phải kịp thời, chính xác, hiệu quả, tăng cường phân tích, so sánh, đánh giá, khích lệ, truyền cảm hứng để nhân dân biết, hiểu rõ về tình hình, diễn biến dịch bệnh, chia sẻ, cộng tác, vào cuộc, đóng góp với các cơ quan, chính quyền các cấp. Tất cả công nhân tại các khu công nghiệp và nhà máy phải khai báo y tế để đánh giá nguy cơ, tránh tình trạng lúng túng như là tại Bắc Ninh và Bắc Giang. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong cuộc họp diễn ra vào sáng ngày 24 tháng 5. Tính đến nay, tỉnh Bắc Giang đã có khoảng 1.000 ca mắc COVID-19 là công nhân tại hai khu công nghiệp thuộc huyện Việt Yên. Còn tỉnh Bắc Ninh vào ngày 24 tháng 5 cũng đã phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến công ty Samsung tại khu công nghiệp Yên Phong. Tại Hải Dương cũng đã có ca mắc là công nhân tại công ty may Tinh Lợi thuộc khu công nghiệp Lai Vu. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc lại thực tiễn không nên máy móc trong phòng dịch tại các khu công nghiệp. Nếu những công nhân có nguy cơ được quản lý chặt tại nơi ở, thực tế là một hình thức cách ly, rồi là có xe đưa đến nơi làm việc, bố trí sản xuất an toàn, thì còn tốt hơn là dừng toàn bộ hoạt động một nhà máy, khu công nghiệp và đưa mấy chục nghìn người vào các khu cách ly tập trung. Bộ Y tế nhận định đợt dịch thứ tư diễn biến phức tạp và kéo dài do chủng virus mới lây lan nhanh. Giải pháp căn cơ trong phòng chống dịch là vaccine. Bộ Y tế đã có những chiến lược gì trong việc mua sản xuất vaccine phòng COVID-19? Phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Thưa ông có thể cho biết diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID tại Việt Nam trong tuần qua như thế nào? Chúng ta thấy rằng là có hai cái chủng đang rất là phổ biến ở Việt Nam, đó là chủng của Ấn Độ và chủng của Anh. Chủng của Anh đã lây hơn các chủng trước là 1,7 lần, nhưng mà đối với chủng Ấn Độ, chúng tôi cho rằng là cái tốc độ lây nhanh hơn, mạnh hơn và ở mức độ rộng hơn. Và hiện nay chủng Ấn Độ đang chiếm chủ yếu đối với tất cả những cái ca lây nhiễm COVID-19 tại Việt Nam. Thì trong cùng một cái thời điểm chúng ta phát hiện ra rất là nhiều các ổ dịch. Và chính vì vậy cho nên nó làm cho vấn đề lây nhiễm nó càng phức tạp hơn, có nhiều cái hình thái lây nhiễm. Và cái điển hình nhất hiện nay là chúng ta có hai cái hình thái rất điển hình, đó là vấn đề về lây nhiễm trong khu công nghiệp và lây nhiễm ở ngoài cộng đồng. Và vì vậy cho nên là Bộ Y tế nhận định là đợt dịch thứ tư này sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt tại hai cái địa bàn là Bắc Giang và Bắc Ninh, và thời gian nó có thể kéo dài hơn các đợt dịch trước đây. Thưa ông, một trong những giải pháp căn cơ để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 đấy là vaccine. Vậy thì Bộ Y tế đã có những cái kế hoạch
hay là có cái chiến lược vaccine như thế nào để mà triển khai giúp người dân có thể là có được một cái miễn dịch cộng đồng sớm nhất. Thời gian qua, Bộ Y tế dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng đã tìm mọi cách để tiếp cận với tất cả các nguồn vaccine trên thế giới. Chúng ta đã đàm phán từ rất sớm. Từ tháng 5 năm ngoái, chúng ta đã bắt đầu đàm phán cho công cuộc vaccine. Và hiện nay, chúng ta sẽ cố gắng làm sao để đến từ giờ đến cuối năm chúng ta mua đủ 150 triệu liều theo kết luận của Bộ Chính trị, cũng như là nghị quyết của Chính phủ. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta thấy rằng là cái hiệu quả bảo vệ của vaccine hiện nay theo những cái khẳng định hay là một số những cái nhận định thì mới chỉ từ 6 tháng đến 1 năm. Và vì vậy cho nên là không phải chỉ năm 2021 và các năm tiếp theo, chúng ta phải làm sao để đảm bảo đủ vaccine cho người dân. Vì vậy cái chiến lược thứ hai là tự nghiên cứu, sản xuất và đảm bảo đủ cái nguồn vaccine trong nước cũng như là tham gia vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Và chúng tôi cho rằng là quyết định của Thủ tướng thành lập cái quỹ vaccine là một trong quyết định có thể nói rằng là mở đường cho cái việc đảm bảo tài chính cho vấn đề tiếp cận vaccine, đảm bảo công bằng cho tiếp cận vaccine đối với tất cả người dân Việt Nam. Đấy là một cái quyết định sáng suốt. Dạ vâng, xin cảm ơn ông về những cái thông tin vừa rồi. Bộ Y tế vừa thông báo tính đến chiều tối ngày 24 tháng 5, Việt Nam có thêm 184 ca mắc COVID-19, trong đó Bắc Giang là 105 ca, Bắc Ninh 38 ca, Hà Nội 21 ca, Lạng Sơn 11 ca, Hải Dương 5 ca, Điện Biên 2 ca, Đà Nẵng 1 trường hợp và Thành phố Hồ Chí Minh 1 ca. Đáng chú ý là số ca mắc mới tại Bắc Giang đã quá 1.000 ca và hầu hết là công nhân tại các khu công nghiệp. Như vậy là trong đợt dịch thứ tư này, bắt đầu từ ngày 27 tháng 4, cả nước đã có 2.348 ca mắc COVID-19 mới. Về tình hình điều trị thì trong ngày 24 tháng 5, có 73 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, 2 bệnh nhân tử vong. Trong sáng ngày 24 tháng 5, 12 bệnh nhân đầu tiên trong đợt COVID-19 thứ tư tại tỉnh Bắc Ninh đã được công bố khỏi bệnh. Đây là những bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Bắc Ninh đều có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi được công bố khỏi bệnh, các bệnh nhân được bàn giao về các địa phương tiếp tục thực hiện giám sát cách ly y tế tại nhà trong vòng 14 ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế. Hiện Bắc Ninh đang điều trị cho khoảng 500 bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Trong phần tiếp theo của bản tin, cuộc bầu cử ngày 23 tháng 5 được đánh giá là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và đã diễn ra thành công, an toàn trong bối cảnh dịch bệnh. Bất chấp đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam vẫn nhận được những tín hiệu tích cực từ thị trường. Thưa quý vị, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hơn 69 triệu cử tri bầu ra 500 đại biểu Quốc hội, gần 4.000 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố, hơn 2 vạn đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và hơn 24 vạn đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường. Những con số này cho thấy đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, và đồng thời cũng cho thấy sự nỗ lực rất lớn từ việc chuẩn bị cho tới tiến hành tổ chức để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần trình bày chi tiết của biên tập viên Hoàng Nguyên. Vâng, xin cảm ơn chị Minh Hương. Thưa quý vị, đặc biệt là một từ mà nhiều người dành để nói với ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lần này. Có nhiều yếu tố tạo nên sự đặc biệt này. Thứ nhất, đó là sự kiện diễn ra khi đất nước vừa trải qua 35 năm đổi mới. Đại hội Đảng lần thứ 13 vừa kết thúc thành công rất tốt đẹp và đặt ra các mục tiêu quan trọng cho năm 2030 và 2045. Thứ hai là cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp từng ngày. Chống dịch rất quan trọng, nhưng nhiệm vụ chính trị về đảm bảo quyền và trách nhiệm bầu cử của công dân cũng không được xem nhẹ. Theo số liệu mới nhất, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu khoảng hơn 67 triệu cử tri, đạt 98,43%. Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao, như Hậu Giang 99,99%, Trà Vinh và Lào Cai 99,98%, tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre đạt 99,97%, Hà Giang 99,96%, Gia Lai và Quảng Ninh 99,95%. Hầu hết các tổ bầu cử đều tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu theo đúng giờ quy định.
có một số nơi kết thúc lúc 21 giờ. Hiện nay, các tổ bầu cử vẫn đang khẩn trương tiến hành kiểm phiếu để báo cáo kết quả bầu cử đến Ủy ban bầu cử. Cử tri tham gia rất tích cực và có trách nhiệm vào việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử lần này, như giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tiếp xúc cử tri, đề xuất các kiến nghị hoặc góp ý kiến cho các ứng cử viên ở trung ương và địa phương. Đa số cử tri cũng cho rằng cuộc bầu cử thể hiện được sự dân chủ, đổi mới, đã thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Cuộc bầu cử này của chúng ta đã thành công rất là tốt đẹp, bởi vì cái số lượng cử tri đi bầu khẳng định cái niềm tin cũng như là cái kỳ vọng, và đặc biệt là cái mong muốn xây dựng cái nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của các cử tri đã thể hiện qua các lá phiếu của mình để bầu chọn những cái đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Trung ương, đó là Quốc hội, cũng như là cơ quan quyền lực nhà nước của các địa phương. Thứ hai là chúng ta cũng đã tổ chức một cái kỳ bầu cử rất là suôn sẻ, rất là chuyên nghiệp so với các cái kỳ trước. Mặc dù tác động của ảnh hưởng Covid nhưng mà chúng ta cũng đã có những cái giải pháp rất là kịp thời. Rồi thứ ba là cái công tác đảm bảo an ninh an toàn. Không có cái sự cố gì về an ninh an toàn trong tất cả các điểm bầu cử trong cả nước. Vâng, tôi xin được nhấn mạnh lại là ngày bầu cử 23 tháng 5 năm nay có khá nhiều điều đặc biệt. Đây là hình ảnh gây ấn tượng mạnh trong ngày bầu cử vừa qua. Các hòm phiếu được mang tới tận các khu cách ly tập trung hay tại bệnh viện nơi đang điều trị các bệnh nhân COVID-19 để quyền công dân của cử tri được đảm bảo tối đa. Và còn nhiều hình ảnh rất ấn tượng nữa của ngày bầu cử 23 tháng 5 năm nay. Khử khuẩn hòm phiếu trước khi bước vào khu cách ly. Từng hòm phiếu được mang đến tận giường của người đang cách ly như thế này. Còn tại bệnh viện này, bảng thông tin và chương trình hành động của từng ứng viên được đặt ở ngay hành lang. Còn tại bệnh viện, nơi các y bác sĩ vẫn phải ngày đêm điều trị bệnh, nhưng vẫn không quên thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình. Một không khí đi bầu cử rất khác, nhưng vẫn rất trọng đại, rất vui tươi và đầy niềm tự hào. Và đặc biệt năm nay, lần đầu tiên ở thị trấn Trường Sa, quân và dân trên đảo bỏ phiếu cùng ngày với người dân ở đất liền. Trường Sa, một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, thực sự không còn xa. Vâng, đó là những hình ảnh xúc động trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm nay. Nó là minh chứng cho thấy rằng càng trong thời điểm gian khó, sức sống, tình đoàn kết và ý thức cộng đồng vốn là giá trị cơ bản làm nên sức sống Việt Nam càng có cơ hội trỗi dậy mạnh mẽ hơn nữa. Và đây cũng chính là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Qua cái ngày bầu cử trong đại dịch Covid-19 lần này thì chúng ta càng thấy được cái sức mạnh trùng trùng điệp điệp của nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Và chính cái sức mạnh đó dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ thì đã đưa con thuyền cách mạng của Việt Nam đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và trong công cuộc đổi mới ngày nay đã lập nên những cái thành tựu hết sức là quan trọng và có ý nghĩa lịch sử trong quá trình chúng ta xây dựng và phát triển đất nước. Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp với 99,16% cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và thế giới đang đương đầu với dịch bệnh COVID-19, thế nhưng với sự chuẩn bị bài bản, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và ý thức của người dân, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp trong khi vẫn đảm bảo phòng chống dịch bệnh ở mức cao nhất. Những nỗ lực và thành công của Việt Nam trong việc kiểm soát dịch bệnh đảm bảo an toàn cao nhất trong cuộc bầu cử đã được nhiều tờ báo trên thế giới đặc biệt đánh giá cao. Trong web Eurasia Review cũng đăng một bài báo nói về sự linh hoạt và chuẩn bị kỹ lưỡng của Việt Nam khi tổ chức bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Trang báo đánh giá cao việc để đảm bảo thành công của cuộc bầu cử và giảm thiểu tác động từ đại dịch, Ủy ban Bầu cử Quốc gia của Việt Nam đã ban hành một số văn bản chỉ đạo hướng dẫn hoạt động bầu cử trong bối cảnh đại dịch, trong đó có văn bản hướng dẫn chi tiết việc lập danh sách cử tri và bỏ phiếu và phương pháp cho cử tri thực hiện kiểm dịch tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
và cả những cử tri đang trong khu cách ly tập trung. Ngoài ra, trong báo này cũng cho rằng thành công trong bối cảnh này cũng đến từ sự tự giác và chủ động hợp tác của người dân. Cùng nhận định về vấn đề này, nhật báo Mainichi của Nhật Bản cũng đưa tin để phục vụ bầu cử quốc hội an toàn, những quy định về đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách và khai báo y tế được người dân Việt Nam thực hiện nghiêm. Trong khi đó, trang thông tấn Bernama của Malaysia cũng nêu những nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong bầu cử, đặc biệt là tăng cường tuần tra dọc biên giới trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ngoài ra, nhiều trang tin của Nga như hãng thông tấn Sputnik đã đăng tải bài viết về việc Việt Nam tổ chức cuộc bầu cử đặc biệt, hiện đại. Trang báo chỉ ra rằng các tổ chức đoàn viên thanh niên đã có nhiều chương trình sáng tạo để giúp việc bầu cử dễ tiếp cận hơn với giới trẻ. Ví dụ những thông điệp chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và những điều cần biết về bầu cử được cụ thể hóa thành nhiều bộ infographic trực quan, sinh động hay những video, bài hát đăng tải trên YouTube thu hút đoàn viên thanh niên, người dùng mạng xã hội. Theo trang Election Guide, trang chuyên theo dõi tỷ lệ người dân đi bầu cử trong các sự kiện chính trị quốc gia trên thế giới, tỷ lệ cử tri Việt Nam đi bầu cử trong 4 cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp trong 20 năm qua đạt trung bình 99,24%. Đây là tỷ lệ được đánh giá là rất cao so với những sự kiện chính trị của các quốc gia khác trên thế giới. Vâng, và tỷ lệ này không chỉ thể hiện sự quan tâm của người dân Việt Nam đối với sự kiện chính trị quan trọng này, mà còn thể hiện việc chính phủ Việt Nam coi trọng ý kiến và sự lựa chọn của người dân. Và sự đồng lòng của chính phủ, người dân Việt Nam là chìa khóa quan trọng giúp Việt Nam tổ chức bầu cử thành công và đặc biệt là an toàn, dù tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Đến đây tôi xin kết thúc phần trình bày của mình. Xin mời biên tập viên Minh Hương tiếp tục chương trình thời sự. Xin được cảm ơn biên tập viên Hoàng Nguyên. Vâng, và ngay sau đây chúng ta xin được tiếp tục với một thông tin vui cho nền kinh tế của Việt Nam. Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được cả 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm gồm Moody's, S&P và Fitch Rating giữ nguyên hệ số tín nhiệm, nâng triển vọng từ ổn định lên tích cực. Theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt để phục hồi vững chắc trong vòng 1 đến 2 năm tiếp theo nhờ các giải pháp hiệu quả cao của chính phủ trong kiềm chế dịch COVID-19 trong nước. Việt Nam vẫn giữ vững vị thế điểm đến hàng đầu Đông Nam Á về thu hút FDI, xuất khẩu tăng trưởng ổn định, nhu cầu nội địa mạnh mẽ và vị thế đối ngoại vững chắc. Kết quả tài khóa, nợ công tiếp tục giữ vững tính hiệu quả và linh hoạt, góp phần hỗ trợ kiểm soát đại dịch. Và điều này khẳng định điều hành quyết liệt để thực hiện mục tiêu kép vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam, còn gọi là các startups, vẫn nhận được những tín hiệu tích cực từ thị trường. Cụ thể là 3 tháng đầu năm nay, mặc dù là số lượng các thương vụ đầu tư vào startup Việt giảm, nhưng mà tổng giá trị đầu tư lại tăng so với cùng kỳ năm trước. Và điều này cho thấy niềm tin rất lớn của nhà đầu tư trong và ngoài nước với thị trường Việt Nam. Ví điện tử Momo hoàn thành vòng gọi vốn thứ tư Series D từ các nhà đầu tư hàng đầu thế giới. Số tiền đầu tư không được công bố, song theo các chuyên gia lên đến hơn 100 triệu đô la Mỹ. Ứng dụng học tiếng Anh Elsa đã huy động thành công 15 triệu đô la Mỹ trong vòng gọi vốn thứ hai Series B. Gotit, doanh nghiệp cung cấp nền tảng quà tặng điện tử cao cấp, nhận được khoản đầu tư trị giá 6 triệu đô la Mỹ. Đây là 3 trong số những startup Việt nhận vốn đầu tư lên đến nhiều triệu đô trong quý 1 năm nay. Theo báo cáo mới được công bố của Quỹ đầu tư mạo hiểm Hàn Quốc Next Chance, mặc dù số lượng các thương vụ đầu tư vào startup Việt trong quý 1 là 16 thương vụ, giảm khoảng 20%, nhưng tổng giá trị đầu tư lại tăng khoảng 34% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 150 triệu đô la Mỹ. Đại dịch Covid đã tác động đến nhiều ngành nghề, nhà đầu tư họ trở nên thận trọng hơn. Tuy nhiên, thì chúng ta đã chứng kiến sự trưởng thành của nhiều startup và họ đã đi đến các vòng gọi vốn Series B, Series C và giá trị trung bình cho một vòng gọi vốn đó sẽ dao động từ 5 đến 10 triệu. Những startup này đã phát triển và đạt đến một ngưỡng giá trị công ty lớn nhất định, đủ để gọi những khoản tiền đầu tư rất lớn. Ngoài ra, còn một lý do khác là chất lượng startup hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều so với 4 đến 5 năm về trước, cũng như những nỗ lực rất lớn của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp của chính phủ ta. Những lĩnh vực được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất ở các startup Việt hiện nay
là công nghệ tài chính, thương mại điện tử, giáo dục trực tuyến, giải pháp doanh nghiệp và logistics. Trong đó, công nghệ tài chính hay còn gọi là fintech đứng đầu, chiếm 40% tổng số thương vụ gọi vốn thành công trong quý 1 vừa qua. Các startup về fintech thường tạo ra những tác động cực kỳ lớn tới xã hội và có thể tạo ra rất nhiều xu hướng về tiêu dùng cũng như chi phối từ các mảng khác. Nên việc các fintech thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư thì cũng là điều dễ hiểu. Chúng ta hội tụ đủ hai yếu tố. Chúng ta có thị trường với 98 triệu dân. Nếu ước tính đến đầu năm 2021 thì tổng số lượng người Việt Nam tiếp cận đến Internet và có smartphone chiếm đến 70% dân số. Và rõ ràng là trong cái bối cảnh như vậy thì các startup fintech Việt Nam hoàn toàn có cơ hội để chuyển mình một cách dễ dàng. Các chuyên gia cho rằng đại dịch COVID-19 sẽ là một phép thử lớn để các startup cải tiến mô hình kinh doanh và bộ máy vận hành hiệu quả hơn, đồng thời thanh lọc những startup yếu kém. Tuy nhiên, đà phát triển của các startup Việt vẫn sẽ được duy trì trong thời gian tới. Việc các startup vẫn nhận được tín hiệu tích cực trong bối cảnh đại dịch đã chứng tỏ sự kỳ vọng rất lớn của nhà đầu tư trong và ngoài nước với thị trường Việt Nam. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ đang hiển thị trên màn hình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.